Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi phần điểm một số tin tức thời sự đáng chú ý trong ngày của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, Trung tâm Nghiên cứu Kinh Thành vừa phối hợp với Bảo tàng tỉnh Hải Dương báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di chỉ gốm Chu Đậu và khẳng định rằng gốm Chu Đậu được sử dụng trong hoàng cung từ thời Lê Sơ, tức là vào khoảng thế kỷ thứ 15 đến 16. Trong lần khai quật trên diện tích 100m², các nhà nghiên cứu đã nhận định đây là lò chuyên sản xuất đồ dùng sinh hoạt với 3 dòng gốm chính là gốm men ngọc, gốm hoa lam và gốm men trắng. Trong đó, gốm men ngọc dường như là sản phẩm chủ đạo, được chế tạo với trình độ công nghệ rất cao, không thua kém sản phẩm gốm men ngọc lò Long Tuyền, Chiết Giang, Trung Quốc đương thời. Mặc dù cách đây 5 tháng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 30 về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá và yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ. Nhưng theo ghi nhận thực tế cũng như là báo cáo của các đơn vị chức năng thì buôn lậu thuốc lá tại khu vực biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Năm 2013, thuốc lá nhập lậu gây thất thu cho ngân sách khoảng 6.500 tỷ đồng. Để thực hiện hiệu quả chỉ thị 30 của Thủ tướng Chính phủ, thì Hiệp hội Thuốc lá đã đưa ra 7 kiến nghị, trong đó có 2 đề xuất kiến nghị đáng quan tâm. Đó là kiến nghị Bộ Công Thương cho dừng các hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất thuốc lá ngoại, đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 500 bao trở lên, thay vì mức 1.500 bao như hiện nay để tăng tính răn đe. Chiều 18 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức tổng kết năm thanh niên tình nguyện 2014. Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhìn lại một năm hoạt động tình nguyện, tổng kết các khó khăn cũng như nhìn nhận các mặt mạnh và hạn chế của các công tác chỉ đạo, thực hiện và truyền thông. Theo đó, điểm mới trong công tác tình nguyện là triển khai theo đối tượng đã cho hiệu quả tích cực. Các chương trình như chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tiếp xúc đến trường hay đêm hội trăng rằm đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo hiệu ứng tốt trong thanh niên và xã hội. Trong năm qua, Đoàn Thanh niên đã tham gia tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới với gần 4.000 mô hình tổ hợp tác và hợp tác xã thanh niên có giá trị làm lợi trên 200 tỷ đồng. Chuyển sang phần tin tức quốc tế, Israel tuyên bố vừa triệt phá được hang ổ đầu tiên của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại nước này. Theo người phát ngôn Bộ Tư pháp Israel, nhóm trên được thành lập với 7 công dân người Ả Rập. Ảnh của 7 nghi can này đã được công bố. Các đối tượng này sẽ bị truy tố với cáo buộc lên kế hoạch tấn công nhà nước Do Thái, cũng như có quan hệ với lực lượng IS ở Syria. Các bị cáo này có độ tuổi từ 20 đến 30 và bị bắt giữ 2 tháng trước với cáo buộc đang tìm cách thiết lập một cơ sở của nhóm nhà nước Hồi giáo trên đất Israel. Trong khi đó, tại nước Anh, Bộ trưởng Nội vụ nước này bà Theresa May hôm qua cho biết phải tăng cường gấp đôi các nỗ lực nhằm loại trừ chủ nghĩa bài Do Thái. Tuyên bố trên được bà May đưa ra tại một buổi lễ tưởng niệm những nạn nhân người Do Thái thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở một siêu thị của người Do Thái ở Pháp hồi tuần trước. Bộ trưởng Nội vụ Anh cam kết lực lượng cảnh sát tuần tra sẽ được điều động bổ sung tới các khu vực có đông người Do Thái sinh sống tại Anh, bao gồm cả tại các giáo đường và trường học nhằm tăng cường an ninh. Theo bà May, những vụ tấn công vừa xảy ra ở Pháp nhắc nhở về hiểm họa khủng bố nghiêm trọng mà nước Anh đang phải đối mặt. Đã xuất hiện những tín hiệu lạc quan trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh chết người Ebola, Bộ trưởng Y tế của Mali hôm qua cho biết, quốc gia Tây Phi này đã thoát khỏi dịch bệnh Ebola sau 42 ngày không có ca nhiễm mới loại virus chết người này. Bệnh nhân gần đây nhất nhiễm virus Ebola ở Mali đã được chữa khỏi và xuất viện hồi đầu tháng 12 năm ngoái. Mali ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc Ebola là vào tháng 10 năm ngoái, khi một em bé 2 tuổi đến từ Guinea mắc bệnh và tử vong tại nước này. Hơn 300 người tiếp xúc với em bé này đã phải chịu sự theo dõi về y tế. Theo đánh giá mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới, số ca nhiễm mới và tử vong do Ebola đang có chiều hướng giảm dần. Tình hình tại ba nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh này ở Tây Phi là Sierra Leone, Liberia và Guinea đang được kiểm soát. Theo thống kê của WHO, số người chết đã lên đến con số 8.429 người trong số hơn 21.000 người mắc bệnh. Phần điểm các tin tức thời sự đáng chú ý xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.